Versace 2000 F125 ID139 hải quan chính ngạch. Con này dọn sạch đẹp từ trong ra ngoài như cái xe thùng nha các bạn. Nói chung là xe dọn Tết nên rất là tươi. F125 ID139. Con này mình dọn sạch đẹp từ trong ra ngoài như cái xe thùng vậy đó. Tại xe dọn Tết thì dọn cực kỳ kỹ, sạch đẹp cho anh em về chơi. Con này ID39 hải quan chính ngạch thì nó là dạng giao thời giữa xe chia 99 và 2000 đầu 60 á các bạn. Nói chung là nó nằm giữa khoảng đó, giống như Sibon 110 mà đầu 21 vậy đó các bạn. Nhưng mà cái con này giá bán thì mình vẫn là giá bán của xe chia 99. Nên anh em nào mê cái dòng Versace 2000 đầu dẹp thì con này rất đẹp, máy rất ngon và giá thì giá của Versace 1000 nên rất là dễ chơi, anh em cân nhắc nha. Còn về xe thì mình dọn full đồ zin sạch đẹp từ trong ra ngoài, máy rất ngon, dọn chuẩn theo Versace 2000 ID60 luôn đó. Thì bên cạnh đó mình cũng có lên một cái đồng hồ Casio. Còn anh em nào không thích đồng hồ Casio mà thích đồng hồ zin thì mình sẽ dọn đồng hồ zin cho các bạn. Còn nói chung là mình dọn cách Tết thì cho nó tươi tắn đẹp xíu. Còn xe thì cũng có đang đeo biển số Đồng Tháp, nên anh em nào có nhu cầu làm góp thì vẫn làm góp bình thường. Tại vì bên mình đối với những xe mà có biển số thì có hỗ trợ góp nếu mà khách cần. Rồi anh em cảm thấy có hợp nhãn thì liên hệ với mình nha, mình sẽ quay chi tiết đồ đạc rồi cho các bạn coi nha. Rồi, nãy giờ kê sát vô để chi tiết đồ. Cây bu zin xe chia đẹp quá. Áo zin nha các bạn. Áo này là áo zin xe chia 2000. Rồi, các bạn có cảm thấy hợp nhãn liên hệ mình. Giá nó chỉ bằng một con Sibon 98 hay con chính ngạch thôi. Rồi, xin nhắc lại nha. Xe chia 2000 F125 ID139 hải quan chính ngạch. Con này mình dọn full mới sạch đẹp từ trong ra ngoài bằng đồ zin của xe chia 100%. Có lên cái chi tiết là cái đồng hồ Casio. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. I'm not afraid to die.
네가 뭘 원하는지 말하네 도대체 눈치 눈치 꼼짝